Xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với kênh review bất động sản thực tế ở Thành Len. Phía dưới của chúng ta đây chính là tuyến đường Đặng Văn Trơn, đây thuộc phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Vị trí này có một điều rất là đặc biệt, sắp tới sẽ triển khai một đại đô thị ven sông Cù Lao, phố Cù Lao Hiệp Hòa. Chúng ta sẽ thấy với tổng quy mô dự án lên tới 293 hecta, xây dựng một thành phố hiện đại và thông minh, tạo nên những phong cách sống hiện đại và đẳng cấp tại nơi đây. Tuy nhiên, trước khi khởi công dự án khu đô thị Cù Lao Hiệp Hòa vừa được ký ngày 24 tháng 9 vừa qua, thì chúng ta sẽ khởi công Aeon Max của tập đoàn Aeon Max. Quý anh chị đang được nhìn thấy, đây chính là mẫu thiết kế của siêu thị Aeon Max tại Biên Hòa, siêu thị đầu tiên của Aeon Max đặt tại đây. Với thông tin ngày 19 tháng 8 năm 2024, duyệt nhiệm vụ quy hoạch dự án Aeon Max thành phố Biên Hòa hơn 6.000 tỷ đồng, trung tâm thương mại Aeon Max Biên Hòa nằm trên trục đường Đặng Văn Trơn, thành phố Biên Hòa với quy mô hơn 12 hecta, tổng vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 trung tâm thương mại tại phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa. Nhiệm vụ quy hoạch đô thị là bước quan trọng xác định mục tiêu phát triển phù hợp với từng yêu cầu của đô thị, từng khu vực, làm cơ sở để lập đồ án đô thị, lập các dự án đầu tư, cấp giấy phép và quản lý đầu tư xây dựng gắn liền với một số dự án cụ thể. Theo đó, dự án trung tâm thương mại có quy mô gần 12 hecta giáp tuyến đường Đặng Văn Trơn. Vị trí này được công ty trách nhiệm hữu hạn Aeon Max Việt Nam đề xuất xây dựng trung tâm thương mại đầu tiên của hãng tại Đồng Nai theo biên bản ghi nhớ đầu tư vào tháng 5 2022. Trong đó, diện tích 10 hecta dành để xây trung tâm thương mại, còn lại xây 3 tuyến đường xung quanh khu trung tâm thương mại. Công trình trung tâm thương mại cao tối đa 8 tầng, có 1 tầng hầm, mật độ xây dựng không vượt quá 60%, có kiến trúc hiện đại tạo nên điểm nhấn về cảnh quan đô thị. Khu vực sân bãi bố trí bãi đậu xe, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật phụ trợ cho trung tâm thương mại có thể phát triển thuận tiện cũng như là về an toàn đô thị. Tổng vốn đầu tư dự án khoảng hơn 6.100 tỷ đồng, gồm chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư là 2.200 tỷ đồng. Trong đó, chủ đầu tư cần có vốn chủ sở hữu là 1.200 tỷ đồng. Trung tâm thương mại tại phường Hiệp Hòa được cấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 8 năm 2023 theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư. Mục tiêu phát triển trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp gồm dịch vụ ăn uống, giải khát, khu vui chơi giải trí, khu vui chơi trẻ em với kiến trúc thân thiện và hòa quyện với môi trường. Một số hạng mục cho thuê gồm mặt bằng buôn bán lẻ, nhà kho, hội trường. Dự án dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào quý 2 năm 2027 và vận hành giai đoạn 2 vào quý 2 năm 2028. Theo kết quả mở hồ sơ đăng ký thực hiện dự án, công ty cổ phần tập đoàn phát triển là nhà đầu tư duy nhất đăng ký. Doanh nghiệp này thành lập vào năm 2008, hoạt động chính trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, dịch vụ kho bãi, xây dựng, cho thuê bất động sản, khai thác chế biến khoáng sản. Ngoài dự án vừa được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch ở phường Hiệp Hòa, tập đoàn Nhật Bản dự kiến mở thêm trung tâm thương mại thứ hai tại Đồng Nai trong giai đoạn năm 2026 đến năm 2030. Năm ngoái, trong buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ vào tháng 5, Chủ tịch điều hành tập đoàn Aeon cho biết sẽ phát triển khoảng 20 trung tâm thương mại tại Việt Nam, tập trung kinh doanh siêu thị và vui chơi giải trí. Trong tháng 9, Aeon Max dự kiến đưa trung tâm thương mại lớn nhất miền Trung ở Huế sẽ đưa vào hoạt động. Với trung tâm thương mại ở Huế, tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng sẽ đưa vào hoạt động sắp tới. Như vậy, chúng ta sẽ thấy các nhà đầu tư tại Nhật Bản cũng đang nhắm vào Việt Nam của chúng ta và đặc biệt là khu vực Đồng Nai. Đồng Nai vẫn là một miếng bánh ngon cho nhiều ngành nghề đầu tư và phía dưới của chúng ta đây chính là 12 hecta để xây dựng siêu thị Aeon Max. Như vậy đây sẽ là siêu thị lớn nhất tại tỉnh Đồng Nai quý anh chị nhé. Và chúng ta đã từng chứng kiến những siêu thị của Aeon Max ở Bình Dương cũng như là Hồ Chí Minh. Họ có lối thiết kế rất là đẹp và đẳng cấp cũng như là các không gian hàng buôn bán ở phía trong, mặt bằng cho thuê khá là rộng rãi. Như vậy thì chúng ta sẽ có những cái không gian mua sắm tiêu chuẩn tại vị trí này.
Với thành phố Biên Hòa nói riêng, Thành Lan có những thông tin như là sẽ có tòa nhà 85 tầng ở gần vị trí này và khu công nghiệp 1 thì đang di rời để làm về trung tâm hành chính và phát triển về đô thị. Như vậy chúng ta sẽ thấy khu đô thị Hiệp Hòa với tổng quy mô dự án lên tới 293 hecta sẽ tạo thành một hệ văn minh cũng như là một cái chuỗi gọi là đô thị cao cấp ở khu vực này. Như vậy chúng ta cũng sẽ thấy rằng kế bên sẽ là khu công nghiệp 1 và sắp tới sẽ là trung tâm hành chính của Biên Hòa nằm tại đây. Như vậy chúng ta sẽ thấy đô thị ven sông theo yếu tố mà Thủ tướng Chính phủ ngày 24 tháng 9 vừa qua đã nhắc đến về việc xây dựng đại đô thị ven sông và đồng bộ các thành phố với nhau. Như vậy thì câu chuyện ở đây chúng ta đang mong rằng thành phố Biên Hòa sẽ có nhiều thông tin mới và đặc biệt là tuyến đường để kết nối đô thị ven sông, đó chính là tuyến đường Hương Lộ 2. Mình rất hy vọng là tuyến đường Hương Lộ 2 sẽ khởi công sớm ở giai đoạn 2 để đấu nối và đưa vào hoạt động. Sau khi đấu nối đưa vào hoạt động sẽ giúp nền kinh tế của khu vực này sẽ có sự thay đổi mới khi mà các lượng đô thị sẽ được giải thoát vì không có người ở và có điểm kết nối hạ tầng làm thì chắc chắn như các dự án như Aqua City, Izumi rồi các đại đô thị ven sông này lên nữa sẽ tạo dựng một đại đô thị kéo dài từ đây xuống đến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng các cái tiện ích lớn cao cấp cũng đã về đây rồi quý anh chị nhé. Như vậy thì sắp tới ở khu vực này triển khai đô thị đã có nguyên một cái đô thị mới và chúng ta sẽ có những siêu thị siêu to khổng lồ. Như vậy thì đây sẽ là một lợi thế cho siêu thị và cho đô thị Cù Lao Phố quý chị nhá. Vâng, để quay lại với câu chuyện ngày hôm nay, phía dưới của chúng ta đây chính là vị trí 12 hecta để xây dựng đô thị ở vị trí này. Như vậy đây sẽ là nơi hứa hẹn trung tâm mua sắm lớn nhất của thành phố Biên Hòa và đẳng cấp nhất quý chị nhá. Hiện tại thành phố Biên Hòa đang có nhiều dự tính và đang có nhiều cái câu chuyện để phát triển về sau này. Định hướng của thành phố Biên Hòa đến năm 2050 sẽ phải là thành thành phố trung ương, và chắc chắn rồi khi mà Biên Hòa thành thành phố trung ương rồi thì chúng ta lại nhìn thấy một câu chuyện khác, bởi vì hiện tại ở phía Nam bây giờ thành phố trung ương chỉ có Hồ Chí Minh mà thôi. Còn nếu Đồng Nai trở thành thành phố trung ương, chúng ta sẽ thấy một câu chuyện là Đồng Nai sẽ không thua gì Sài Gòn đâu quý anh chị. Tất cả mọi thứ từ tiện ích từ các cái hệ thống cao cấp cũng sẽ được làm nên quý anh chị nhé. Đồng Nai sẽ có nhiều khu đô thị cao tầng cũng như là sẽ có nhiều khu đô thị mới. Như vậy đây sẽ là cơ hội để quý anh chị đầu tư vào Đồng Nai quý anh chị ạ. Riêng Thành Len đang làm bất động sản ở khu vực Biên Hòa, Long Thành và Nhơn Trạch. Tại sao Thành Len chỉ chọn ba khu vực này làm vệ tinh, làm kiềng ba chân để phát triển? Vì lý do là ba khu vực này về tầm nhìn phát triển về tương lai rất là tốt. Ngay kể cả tòa nhà cao nhất Việt Nam cũng đặt tại ở đây, đó chính là gần ngã ba Vũng Tàu. Rồi những siêu thị lớn, hầu như chúng ta đang thấy rằng là với siêu thị mà 12 hectare đặt tại Biên Hòa, như vậy thì phải nói là siêu thị gần như là lớn nhất ở khu vực phía Nam rồi quý anh chị. Đấy, 12 héc mà đặt tại đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là ngay kể cả Hồ Chí Minh cũng ít khi mà có được những cái siêu thị lớn như vậy quý anh chị nhá. Và chắc chắn khi mà siêu thị này đưa vào hoạt động thì Thành Lan cũng sẽ review để quý anh chị có thể chứng kiến cái tốc độ phát triển của đô thị này cũng như là cái siêu thị này quý anh chị nhá. Vâng, Thành Lan chuyên bất động sản khu vực Đồng Nai xin kính chào quý anh chị. Nếu quý anh chị nào đang có nhu cầu đầu tư tại Biên Hòa, Long Thành và Nhơn Trạch thì nhớ liên hệ Thành Lan quý anh chị nhé. Quý anh chị có thể nhờ Thành Lan tư vấn. Tuy nhiên, về câu chuyện tư vấn quý anh chị nghiêm túc thì Thành Lan sẽ hết mình với quý anh chị. Cảm ơn và chào tạm biệt tất cả mọi người.